Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan số sàn quý bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Atra. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. 5 vạn 2 km quý bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 299 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Đấy, rất là mới và rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây là nhìn về cái phần đầu các bạn thấy đấy ạ. Xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Toàn bộ từ những cụm đèn pha này đều rất là mới này. Cụm đèn pha này đều mới luôn này. Đấy, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này đều rất đẹp này. Nước sơn của chiếc xe đây các bạn này. Nước sơn đây là cái phần sườn bên lái các bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp. Màu trắng của những chiếc xe Mitsubishi Atra này là đều là màu trắng trai các bạn nhé. Màu trắng trai, rất là bền luôn. Và đây là cái phần sau của xe đây. Đấy, Mitsubishi Atra này. Chiếc xe này bảo dưỡng tại Mitsubishi Kim Liên, Hà Nội này. Đấy. Và nhìn về đằng sau thì các bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi này. Cảm biến lùi này. Phần nước sơn ở phần bên phụ này đều rất là đẹp này. Cụm đèn hậu này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, cụm đèn hậu cũng rất là đẹp luôn các bạn nhá. Lốp thì còn rất là dày này. Đấy, dàn lốp còn rất dày. La răng đúc rồi. Dàn lốp thì rất là dày này. Đấy, đây. Dàn lốp còn dày luôn. Nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Phiên bản này là đời cao 2021, tính ra là mới 2 năm sử dụng thôi, cho nên nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về cái phần ngoại thất thì đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đấy, toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất đẹp đây. Vô lăng còn rất là mới luôn các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét 5 vạn 2 này. Vô lăng cần số đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Atra 2021 này là có cả màn hình giải trí rồi nè. Ở phiên bản số sàn này thì là điều hòa cơ thôi. Đấy, màn hình giải trí. Và bộ ghế này nguyên bản cũng là ghế nỉ thôi nhá. Và đây là chủ xe cũng đã làm lên ghế da rồi nè. Đấy, ghế da này. Trần còn rất đẹp luôn các bạn này. Trần chưa bọc trần này. Còn nguyên nỉ và đều rất đẹp này. Đấy là về phần sàn thì cũng đã được trải sàn da rồi. Đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ giới thiệu kỹ, giới thiệu chi tiết cho quý vị các bạn này. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất này, chỉ 5,09 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Nếu ngoài đô thị chỉ hơn 4 lít thôi, còn trong đô thị hơn 6 lít các bạn ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu nhé. Để mà chạy dịch vụ thì những chiếc xe này bây giờ đang hiệu quả kinh tế nhất tại thời điểm lúc này. Giá xe thì rẻ mà nhiên liệu chỉ ăn lại ít các bạn nhé. Đấy, và cái táp bi cánh cửa phía sau đây ạ. Toàn bộ từ keo chỉ táp bi này, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này. Nội thất hàng ghế ngồi phía sau đều rất là mới đây. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nha. Mà giá thành thì chỉ 299 triệu đồng thôi các bạn ạ. Là quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan này rồi. Đấy, rất đẹp này. Cốp sau này, từ keo chỉ cốp sau này, ốc cốp sau này còn nguyên bản hết này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này. Từ keo chỉ này, cốp sau này, lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạn. Đấy, đây là lốp xưa cua còn mới tinh chưa dùng đến các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chưa dùng đến lốp xưa cua. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Chỗ này nó vướng cái cánh cửa, nó hơi chật một chút. Đấy, cánh cửa này đều rất là đẹp này. Và đây là chiếc cánh cửa trước bên phụ này. Toàn bộ từ keo chỉ này,
táp bi cánh cửa này đến táp lô đều rất đẹp này. Vô lăng, cần số, tay phanh đây đều rất là mới luôn các bạn nhé. Rất là đẹp. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đấy tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Bị trung bình chỉ hơn 5 lít cho 100km quãng đường kết hợp thôi. Cho nên là động cơ của chiếc xe Astra này được Mitsubishi trang bị là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít các bạn này. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu đây ạ. Kết hợp với hộp số tay 5 cấp các bạn nhé. Đấy, và ốc chân máy này còn nguyên bản này. Đấy, và cái động cơ này là chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là động cơ nguyên bản, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước, không có bị lỗi gì cả các bạn này. Đấy, và đều rất là mới nhá. Chúng tôi không phải dọn dẹp gì ở chiếc xe này nhiều đâu. Chiếc xe này chưa có dọn dẹp gì nhiều đâu mà nó sạch sẽ như này rồi. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 2 năm thôi. Với 5.2 km, ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn. Đấy, keo chỉ cabo đây. Còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này. Và đều rất đẹp này. Đấy, ốc giảm sóc này. Đều rất là mới các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Astra sản xuất năm 2021 này ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 299 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.